cô xin chào các em. Chào mừng các em tiếp tục quay trở lại với chương trình sinh học lớp 7. Vậy là các tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu về các đại diện của ngành chân khớp, đó là lớp giáp xác, lớp hình nhện và lớp sâu bọ rồi. Và các đại diện của lớp của ngành chân khớp thì chúng ta thường gặp ở khắp mọi nơi trên hành tinh của chúng ta, ở môi trường nước, môi trường trên cạn, ở ao, hồ, sông, suối hay ngoài biển khơi, hay trong lòng đất, trên không, sa mạc hay các vùng cực, thì chúng đều có các đại diện của lớp của ngành chân khớp. Và chúng có đời sống thì rất là phong phú, có thể loài sống tự do, có loài thì sống ký sinh. Và tuy ngành chân khớp rất là đa dạng như vậy, nhưng chúng thì đều có những cái đặc điểm chung nhất của ngành. Vậy thì những đặc điểm chung đó là đặc điểm chung nào để chúng ta có thể nhận biết được những cái đại diện của ngành chân khớp trong tự nhiên, thì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong cái bài ngày hôm nay, tìm hiểu đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất của bài, đó chính là đặc điểm chung. Trong phần này thì người ta đã giới thiệu cho chúng ta một số những cái đặc điểm của ngành chân khớp. Thì nhiệm vụ của chúng ta là hãy quan sát hình ảnh và đọc thông tin trong sách giáo khoa dưới các hình ảnh để chỉ ra những đặc điểm chung nào sẽ là những cái đặc điểm của ngành chân khớp. Vậy thì trong sách giáo khoa chúng ta có các gợi ý từ hình 29.1 đến hình 29.6 là các đặc điểm của một số những cái đại diện của ngành chân khớp. Vậy thì chúng ta sẽ đọc thông tin và tìm ra những đặc điểm nào là đặc điểm chung của ba lớp: lớp giáp xác, lớp sâu bọ và lớp hình nhện. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào hình thứ nhất, hình 29.1, đặc điểm cấu tạo phần phụ. Thì các phần phụ của ngành chân khớp thì thường là phân đốt, và các đốt thì khớp động với nhau làm cho phần phụ rất là linh hoạt. Và chúng ta thấy rằng là với cái phần phụ phân đốt như thế này thì đều có ở các đại diện, đó là lớp giáp xác, lớp hình nhện và lớp sâu bọ, thì các phần phụ thì đều phân đốt. Vậy thì chúng ta thấy là đây sẽ là cái đặc điểm chung của ngành chân khớp này. Vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu vào đây. Đó. Đặc điểm thứ hai, hình 9.2, đây là cấu tạo cơ quan miệng của con châu chấu. Vậy thì cấu tạo cơ quan miệng thì chúng ta thấy rằng là rất là phức tạp, gồm có cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ để tham gia bắt mồi, giữ mồi và chế biến mồi. Đó. Và đây là đại diện là chỉ có ở châu chấu thôi. Vậy thì đây sẽ chưa phải là cái cấu tạo chung của ngành chân khớp được. Chúng ta chuyển sang hình 29.3. Hình 29.3, đây là hình ảnh thể hiện cái quá trình phát triển của lớp sâu bọ và lớp giáp xác thông qua sự lột xác. Thì hình A đây chính là sự lột xác ở tôm sông này, hình B chính là sự lột xác ở ong mật này. Vậy thì qua đây thì chúng ta thấy rằng là thông thường thì các đại diện của ngành chân khớp thì đều phát triển cơ thể thông qua sự lột xác nhiều lần, là do cơ thể có lớp vỏ chitin rất là cứng chắc. Đó. Vậy thì với cái đặc điểm như thế này thì chúng ta thấy rằng là đây cũng sẽ là cái đặc điểm mà giúp chúng ta nhận biết được, hay chính là cái đặc điểm chung để giúp chúng ta nhận biết được các đại diện của ngành chân khớp. Vậy thì chúng ta sẽ tích cái đặc điểm này. Hình 9.4 là hình cấu tạo lát cắt ngang qua ngực của châu chấu. Và hình này là thể hiện rằng là cấu tạo bên ngoài của châu chấu là được cấu tạo bởi lớp vỏ chitin, cũng giống như lớp vỏ, tương tự như lớp vỏ chitin của lớp giáp xác và lớp hình nhện. Đó. Vậy thì với cái đặc điểm là lớp vỏ chitin che chở bên ngoài và vừa là chỗ bám của các cơ như thế này ấy, thì đây còn được coi là bộ xương ngoài của các đại diện của ngành chân khớp. Vậy thì chúng ta cũng sẽ đánh dấu cái đặc điểm này sẽ là đặc điểm chung của ngành chân khớp này. Chúng ta tiếp tục quan sát đến hình 29.5. Hình 29.5 đây là hình cấu tạo của mắt kép. Mắt kép này thì thông thường là chỉ có ở tôm và của sâu bọ. Mắt kép thì gồm nhiều ô ghép lại với nhau, và mỗi ô mắt thì có đủ màng sừng, thể thủy tinh và các dây thần kinh thị giác giúp cho con vật có thể
phát hiện và định hướng rõ hơn trong không gian. Đó. Vậy thì với cấu tạo mắt kép như thế này thì ở lớp hình nhện thì cấu tạo mắt kép của nó cũng sẽ làm sao? Sẽ có nhưng mà không phát triển bằng, đúng không? Vậy thì ý này thì chúng ta thấy rằng là ở một số cái đại diện của ngành chân khớp thì chỉ có một số loài như là loài sâu bọ hoặc là loài tôm. Đó. Hình 9.6 là tập tính ở kiến. Có một số loài kiến thì biết chăn nuôi các con dẹp sáp để hút dịch ngọt do dẹp tiết ra để làm nguồn thức ăn cho chúng. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là có một cái tập tính rất là hay ở loài kiến này, đó là nó chăn nuôi những con dẹp sáp này để nó hút cái dịch do con dẹp ấy tiết ra. Đó. Thì cái tập tính này thì chỉ riêng ở loài kiến là có thôi. Vậy thì đây sẽ không phải là đặc điểm chung rồi. Vậy thì tổng kết các nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần thứ nhất để tìm hiểu về đặc điểm chung của ngành chân khớp thì chúng ta sẽ chốt lại ba đặc điểm chung như sau. Đặc điểm chung thứ nhất đó là các phần phụ thì phân đốt, các đốt thì khớp động với nhau. Đặc điểm chung thứ hai đó là sự phát triển của ngành chân khớp thì gắn liền với sự lột xác. Và đặc điểm chung thứ ba đó là có lớp vỏ chitin che chở và bao bọc bên ngoài, sẽ có chức năng là bảo vệ và vừa làm chỗ bám cho các cơ. Đó, chúng ta sẽ tự tổng kết lại cho cô ba cái đặc điểm chung đó nhé. Rồi cô sẽ giúp chúng ta ghi lại các đặc điểm chung này. 15 mã đặc điểm chung. Của ngành chân khớp. Đó, vậy đặc điểm chung thứ nhất đó là phần phụ phân đốt. Khớp động nhau. Đó, đặc điểm thứ hai đó là lớp chitin che chở bao bọc bên ngoài. Đó. Đặc điểm thứ ba đó là quá trình phát triển thì trải qua lột xác. Quá trình phát triển trải qua lột xác nhiều lần. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2 tìm hiểu về sự đa dạng của ngành chân khớp. Thì ngành chân khớp của chúng ta thì với số lượng rất là phong phú như vậy thì chúng sẽ đa dạng về cấu tạo và môi trường sống. Đồng thời thì các giác quan và hệ thần kinh của nó cũng rất là phát triển, cho nên nó cũng đa dạng về tập tính sống. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của các đại diện của ngành chân khớp. Thì bằng cách chúng ta sẽ hoàn thiện nội dung bảng 1 trong sách giáo khoa trang 96. Trong cái nội dung bảng 1 này thì người ta đã đưa cho chúng ta các đại diện của ngành chân khớp, đó là lớp giáp xác có đại diện là tôm sông, lớp hình nhện có đại diện là nhện và lớp sâu bọ có đại diện là châu chấu, với các đặc điểm như sau, đó là về môi trường sống, các phần của cơ thể, râu, chân, ngực và cánh. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là với các đại diện này thì chúng ta sẽ xác định xem môi trường sống của chúng ở đâu này, số phần của cơ thể này, và số lượng râu này, số chân ngực này, đó, và số cánh. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta hoàn thiện bảng nhé. Thì trước tiên, môi trường sống của tôm sông thì là đó là môi trường ở nước. Đó. Các phần của cơ thể thì các phần của cơ thể là hai phần, đó là phần đầu ngực và phần bụng. Râu, số lượng râu thì ở tôm sông thì số lượng râu là 2 râu.
chân ngực thì à số đôi thì có 5 đôi chân ngực, cánh thì không có cánh. Đó, chúng ta tích như thế này. Tiếp theo lớp hình nhện. Lớp hình nhện thì là ví dụ như là một số đại diện như là nhện này. Đó, thì nhện thì sống ở môi trường đó là môi trường ở trên cạn này. Các phần của cơ thể là cũng gồm có hai phần này. Số lượng râu, số lượng râu thì nhện thì không có râu, vậy chúng ta tích sang bên không có này. Số đôi chân ngực thì là có 4 đôi. Đó. Có cánh hay không thì là không có cánh. Rồi tiếp theo, lớp sâu bọ. Lớp sâu bọ thì có loài châu chấu thì thường sống ở môi trường cạn này. Số phần của cơ thể là 3 này. Số lượng râu là một đôi râu này. Đó. Số lượng đôi chân ngực thì là 3 đôi này. Cánh thì ở châu chấu thì là có cánh và cụ thể là có 2 đôi cánh này. Vậy là qua đây chúng ta thấy rằng là môi trường sống cũng như là cấu tạo của các đại diện của ngành xương khớp thì rất là đa dạng. Môi trường thì có thể sống ở các loại môi trường rất là khác nhau như thế này. Có một số loài ở của lớp hình nhện thì cũng sống cả ở nơi ẩm nữa. Đó. Và các phần của cơ thể thì cũng rất là đa dạng, có loài thì có hai phần, có loài thì chia làm 3 phần. Số đôi chân ngực thì cũng rất là khác nhau, và có loài thì không có cánh mà có loài thì có cánh. Vậy là qua đây chúng ta có thể rút ra cái kết luận đó là môi trường sống và cấu tạo của các đại diện của ngành xương khớp rất là đa dạng. Tiếp theo, vậy thì với đặc điểm cấu tạo và môi trường sống như vậy thì chúng sẽ có tập tính đa dạng như thế nào, bằng cách là chúng ta sẽ hoàn thiện cho cô nội dung bảng 2 trong sách giáo khoa tìm hiểu về sự đa dạng về tập tính của các đại diện của ngành xương khớp. Vậy thì trong bảng thì người ta đã gợi ý cho chúng ta một số cái tập tính. Đó. Và với các đại diện của lớp giáp xác, của lớp hình nhện và của lớp sâu bọ, nhiệm vụ của chúng ta là với các tập tính này thì nó sẽ phù hợp với các đại diện nào thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến tập tính đầu tiên, đó là tập tính tự vệ và tấn công. Tập tính tự vệ và tấn công thì chúng ta đều thấy rằng là nó sẽ có ở tôm này. Đó, có cả ở tôm ở nhờ này, nhện cũng tự vệ và tấn công này, hoặc là loài kiến này, loài ong mật. Đó. Dự trữ thức ăn. Dự trữ thức ăn thì chúng ta thấy có loài nhện dự trữ thức ăn này, kiến cũng dự trữ thức ăn và ong mật thì cũng dự trữ thức ăn. Dệt lưới bẫy mồi. Dệt lưới bẫy mồi chính là cái tập tính của nhện. Cộng sinh để tồn tại. Cộng sinh để tồn tại thì chúng ta thấy có loài tôm ở nhờ. Tôm ở nhờ thì nó vì là cái bụng, phần bụng của nó rất là mềm, vì vậy là nó sẽ phải ở nhờ những cái vỏ ốc hoặc là những cái loài hải quỳ để thứ nhất là nó sẽ bảo vệ được cái bụng non nớt của nó, và thứ hai là nó khi nó cộng sinh với hải quỳ ấy, thì nó cũng hải quỳ nó cũng sẽ tiết ra một số những cái, tức là sẽ có tác dụng là bảo vệ cho tôm, đồng thời thì tôm thì cũng sẽ đưa được hải quỳ di chuyển đi những cái nơi xa hơn, những cái vị trí mà nó phải sống cố định. Đó. Tập tính sống thành xã hội. Tập tính sống thành xã hội thì có kiến và có ong, thì thường sống thành bầy đàn theo xã hội trật tự nhất định. Chăn nuôi động vật khác. Chăn nuôi động vật khác thì chúng ta thấy có cái tập tính ở kiến, loài kiến đó là chăn nuôi con dẹp sáp để hút dịch ngọt từ con dẹp sáp tiết ra đó. Tập tính đực cá nhận biết nhau bằng tín hiệu. Đực cá nhận biết nhau bằng tín hiệu thì có loài ve sầu vào mùa hè và chính là mùa sinh sản của nó, thì bằng cách là nó thường phát ra tiếng kêu để nó tìm nhau. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có tập tính nữa, đó là tập tính chăm sóc thế hệ sau. Chăm sóc thế hệ sau thì chúng ta thì có loài nhện này, có những loài nhện mà ôm trứng ấy, đi theo để bảo vệ trứng này.
hoặc là kiến này, ong mật này. Đó. Vậy thì thông qua nội dung bảng này thì chúng ta thấy rằng là các đại diện của ngành chân khớp thì có tập tính rất là đa dạng. Đó. Và hầu như các đại diện nào cũng có một số những cái tập tính rất là phong phú. Đấy nhá. Vậy thì qua đây chúng ta rút ra một cái kết luận nữa, đó là tập tính của các đại diện của ngành chân khớp thì rất đa dạng và phong phú. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ 3 của bài, đó là tìm hiểu về vai trò thực tiễn của ngành chân khớp đối với đời sống tự nhiên và đời sống con người. Vậy thì để tìm hiểu vai trò của ngành chân khớp thì chúng ta hãy cùng thảo luận để hoàn thành phần lệnh trong sách giáo khoa trang 97. Đó là em hãy trao đổi về vai trò của ngành chân khớp đối với đời sống tự nhiên và đời sống con người bằng cách hoàn thành bảng sau. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cái đại diện. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ kể tên các đại diện có ở địa phương em. Và nó xác định xem là nó có lợi hay là có hại. Và nó có lợi như thế nào và có hại như thế nào thì chúng ta sẽ ghi ra nhé. Rồi, thì tùy từng địa phương mà chúng ta sẽ có những cái con vật khác nhau. Đấy thì tuy nhiên là cô sẽ lấy cho chúng ta những cái con vật mà thường phổ biến ở địa phương, ở nhiều địa phương khác nhau. Đấy, thì ví dụ như lớp giáp xác. Lớp giáp xác thì chúng ta sẽ có đó chính là con cua này. Đó. Cua thì có rất nhiều loài cua. Đấy thì ví dụ như là một số loài cua đồng này. Đó, hoặc là một số loài cua biển này. Đó nhá. Có lợi. Có lợi thì là cung cấp thực phẩm này, làm thức ăn này. Đó, làm thức ăn này. Các loại thực phẩm này. Hoặc là đại diện nữa đó là chính là tôm này. Tôm thì có rất nhiều loài tôm, ví dụ như là tôm sú, tôm càng xanh hay là tôm đồng này, cũng có giá trị là xuất khẩu. Xuất khẩu hoặc là làm thức ăn. Đó. Vân vân, các em có thể lấy thêm nhé. Tiếp theo đó là lớp hình nhện. Lớp hình nhện thì chúng ta có thể lấy ví dụ như là cái loài nhện nhện đỏ này. Đó. Hoặc là các loại nhện nhà này. Nhện nhà này, răng lưới này. Đó. Hai cái con này thì có tác dụng đó là bắt côn trùng này. Bắt côn trùng. Đấy. Tuy nhiên thì nó cũng có hại, đó là nó răng tơ ra thì nó làm bẩn nhà, đúng không? Tuy nhiên là cái tác hại này thì không gây hại gì nhiều cho chúng ta chỉ mất công thôi. Đó. Tiếp theo là lớp sâu bọ. Lớp sâu bọ thì chúng ta có loài ví dụ như là loài bướm này. Loài bướm thì có vai trò đó là thụ phấn này. Thụ phấn. Ngoài ra cô bổ sung thêm một chút về cái loài nhện đỏ này nữa, đó là nó có một cái tác hại, đó là nó hại cây trồng đấy các em ạ. Loài này nó sẽ hút dịch ở cây trồng, làm cho cây mất đi chất dinh dưỡng, cho nên là làm cây sẽ thiếu chất dinh dưỡng và nó sẽ chết và héo dần. Đó, vì vậy là nó cũng sẽ có tác hại cái loài nhện đỏ này. Thế thì bắt côn trùng là sẽ chỉ là vai trò của nhện nhà thôi nhé. Đó, bắt côn trùng là vai trò của nhện nhà. Tiếp theo này, quay lại loài bướm này sẽ có tác dụng là thụ phấn này, hay là kiến. Kiến thì là bắt côn trùng này, bắt sâu bọ này. Ong mật này, ong này thì có vai trò là thụ phấn này. Đó. Vậy là vai trò của các đại diện của ngành chân khớp chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều vai trò khác nhau, đúng không các em? Vậy thì với cái lợi ích
của các đại diện của ngành chân khớp như thế này, thì chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp để chúng ta bảo vệ và phát triển các loài chân khớp có lợi đối với chúng ta. Và những loài chân khớp mà có hại thì chúng ta cần phải có biện pháp phòng tránh hợp lý, đúng không các em? Vậy là kết thúc bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần phải nắm được nội dung thứ nhất, đó là các đặc điểm chung của ngành chân khớp. Và thứ hai là với cái đặc điểm như vậy cho nên là sự đa dạng của các đại diện của ngành chân khớp thì rất là đa dạng và phong phú. Đa dạng không chỉ về cấu tạo, môi trường sống mà còn cả về tập tính sống. Và đa số các ngành chân khớp thì đều có lợi đối với đời sống tự nhiên và đời sống con người. Tuy nhiên thì một số loài thì có hại. Vì vậy là chúng ta sẽ phải có biện pháp, đó là phát triển và bảo vệ những cái loài có lợi. Và chúng ta sẽ có biện pháp là tiêu diệt và phòng tránh một số loài có hại để giúp ích cho đời sống tự nhiên và đời sống con người. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa phần cuối bài. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau: trong số các đặc điểm của ngành chân khớp thì đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của chúng? Vậy thì chúng ta thấy rằng là để ngành chân khớp có thể phân bố rộng rãi ở khắp mọi nơi trên trái đất của chúng ta, từ môi trường dưới nước, môi trường trên cạn cũng như là môi trường tự do hay môi trường ký sinh, thì chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm đầu tiên đó là cái đặc điểm là lớp vỏ chitin bao bọc bên ngoài. Và lớp vỏ chitin này thì nó lại có thể thay đổi tùy vào cái môi trường sống của từng loài. Ví dụ như là loài tôm hoặc là một số loài sâu bọ, ví dụ như là bọ ngựa, ve sầu, đó có những cái đặc điểm hay những cái màu sắc cơ thể rất là thay đổi, rất là phù hợp. Và lớp vỏ chitin thì không chỉ là lớp vỏ bảo vệ cơ thể mà nó còn là chỗ bám của các cơ. Đó, thì nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể, đồng thời nó sẽ giúp cơ thể chống được cái sự thoát hơi nước của cơ thể ra bên ngoài. Vậy thì cái đặc điểm đầu tiên để chúng ta khẳng định rằng là ngành chân khớp có những cái đặc điểm đó để giúp chúng phân bố rộng rãi trên trái đất của chúng ta, đó là có lớp vỏ chitin. Bảo vệ cơ thể hay là bao bọc bên ngoài đó. Và đặc điểm thứ hai đó là có các chân thì phân đốt khớp động với nhau, chân phân đốt khớp động với nhau. Chân phân đốt khớp động với nhau như thế này thì sẽ giúp cho cái việc di chuyển của các ngành chân khớp sẽ linh hoạt hơn, và chúng có thể luồn lách hay là có những cái hình thức di chuyển đa dạng, đó là bơi, bò hoặc là nhảy, để chúng có thể tự vệ hoặc tấn công hoặc có thể là chạy trốn kẻ thù một cách nhanh nhất. Đó. Vậy thì với hai đặc điểm này cho nên các đại diện của ngành chân khớp phân bố rất là rộng rãi trong đời sống tự nhiên và đời sống con người. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi số 2. Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về tập tính và về môi trường sống? Thế thì ngành chân khớp của chúng ta rất là đa dạng về tập tính sống và môi trường sống, thì nó sẽ có các đặc điểm sau này. Câu hỏi số 2 này, nó sẽ có các đặc điểm sau này. Đặc điểm thứ nhất đó là các phần phụ thì có cấu tạo thích nghi với mọi môi trường sống. Phần phụ có cấu tạo thích nghi với mọi môi trường sống. Và ý thứ hai đó là các phần phụ miệng thì thích nghi với mọi loại thức ăn.
như chúng ta thấy rằng là như phần phụ miệng của châu chấu thì thích nghi với cái việc nó là nó sẽ ăn thực vật, còn phần phụ miệng của loài nhện thì cũng lại thích nghi với cái việc đó là nó ăn cái thức ăn bằng cách đó là hút dịch lỏng từ con mồi. Hoặc là phần phụ miệng của loài muỗi hoặc là loài ruồi cũng thích nghi với việc đó là nó sẽ hút dinh dưỡng. Đó, vậy thì với cái đặc điểm như thế này cho nên là đời sống cũng như là tập tính của các loài chân khớp rất là đa dạng. Thêm vào nữa thì chúng ta thấy rằng là hệ thần kinh và giác quan thì rất phát triển, đặc biệt là về đôi mắt và xúc giác. Thì chúng ta lưu ý là đối với lớp sâu bọ thì có 5 loại giác quan khác nhau, cho nên là với cái đặc điểm như thế này cho nên là cái đời sống và tập tính của nó thì lại càng phong phú. Vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi số 2 rồi đấy. Câu hỏi số 3. Trong số 3 lớp của ngành chân khớp là lớp giáp xác, lớp hình nhện, lớp sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Và cho ví dụ. Câu này đơn giản rồi. Thì lớp mà có giá trị thực phẩm lớn nhất đó chính là lớp giáp xác. Đó. Và ví dụ như là tôm sú này, tôm càng xanh này. Đó. Vân vân. Tôm đồng này hoặc là cua, ghẹ. Vân vân. Chúng ta có thể có rất nhiều những cái giá trị về thực phẩm của lớp giáp xác thì chúng ta có thể lấy ví dụ thêm cho cô nhé. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Kết thúc bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài tiếp theo, đó là tổng kết và ôn tập về các đại diện của ngành động vật không xương sống. Vậy thì các em hãy về nhà ôn lại kiến thức chúng ta đã học về các đại diện của ngành động vật không xương sống để chúng ta chuẩn bị cho bài tiếp theo, bài 30. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em có câu hỏi, thắc mắc liên quan đến bài học thì cứ comment ở phía dưới video, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi nhé. Chào các em, tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.